Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 5 là ngày thứ 3 của đợt nắng nóng trên diện rộng tại Bắc và Trung Bộ. Mặc dù mức độ không quá gay gắt nhưng phạm vi nắng nóng đã mở rộng sang cả khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường nhật cũng như là hành trình trở lại thành phố của người dân sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì nắng nóng sẽ còn kéo dài trong 2 ngày nữa rồi mới dịu dần. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất tiếp tục phổ biến trên 35 độ ở hầu khắp các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi còn trên 38 độ do yếu tố địa hình. Đến thủ đô Hà Nội cũng đạt mức 34 đến 35 độ, tạo cảm giác oi nóng cho mọi người, đặc biệt với những ai phải lưu thông ngoài đường. Theo các chuyên gia khí tượng, áp thấp phía Tây, hình thế gây ra nắng nóng trong những tháng mùa hè sắp tới sẽ còn chi phối khu vực Bắc và Trung Bộ. Do đó, trong ngày làm việc đầu tuần, người dân tại Hà Nội nên đi sớm để tránh tắc đường cũng như tranh thủ lúc thời tiết còn mát mẻ. Vì sau 7 giờ, nhiệt độ sẽ tăng nhanh và đỉnh điểm đạt mức 34 đến 35 độ trong khoảng trưa chiều. Phải sang ngày mùng 5 tháng 5, áp thấp này mới bắt đầu suy yếu do sự tràn về của một áp cao phía Bắc. Nắng nóng sẽ thu hẹp diện tích và cường độ gay gắt cũng giảm ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, do có sự xáo trộn trong bầu khí quyển nên các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, gió giật, thậm chí là mưa đá có thể xảy ra, tập trung ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, người dân cần hết sức đề phòng.